LG được đánh giá tốt nhất trong phân khúc TV LED cao cấp, chiếm đến 99% thị trường TV toàn cầu, TV LCD trên LED hiện vẫn đang duy trì sự thống lĩnh thị trường vô cùng mạnh mẽ, là nhà sản xuất TV hàng đầu thế giới, LG không thể bỏ lỡ cơ hội mở rộng doanh số TV LED cao cấp song song với các mẫu TV OLED để tạo sự khác biệt so với các nhà sản xuất TV LCD trên LED khác. LG nêu bật công nghệ hiển thị nanocell độc quyền và nền tảng trí tuệ nhân tạo AI ThinQ cho các dòng TV LED cao cấp của mình. TV -N -N -E -L -L sử dụng các hạt nano mịn có kích thước khoảng 1 nanomet hấp thu ánh sáng dư thừa để tạo ra màu sắc chính xác như ngoài đời thực. Các hạt nano cũng giúp TV nanocell mở rộng giải màu, tạo nên sự đồng nhất về màu sắc dù xem ở góc nào. Ở khía cạnh khác, TV QLED Samsung lại sử dụng các chấm lượng tử có kích thước từ 2. 11nm để tăng cường độ sáng và gam màu, trong khi đó, lớp phủ nano càng mỏng thì hiệu quả cải thiện màu sắc càng cao. Bên cạnh thế mạnh về công nghệ nano cell, TV nano cell còn được trang bị tấm nền IPS độc quyền của LG, mang đến góc nhìn rộng hơn và duy trì độ trung thực của màu sắc ở mọi góc độ. Đây là ưu điểm vượt trội của màn hình IPS so với tấm nền VA trên các mẫu TV LED khác. Một điểm cần nhắc đến trong các mẫu TV LG -E 2019 là công nghệ LED nền làm mờ cục bộ local dimming, cho phép độ tương phản mạnh hơn và màu đen sâu hơn. Theo đánh giá của chuyên trang Tech Expert, thế hệ sản phẩm NanoCell 2019 sử dụng chiếu sáng nền LED full array dimming, không chỉ giúp cho màn hình sáng lên đáng kể mà còn cho phép TV chủ động kiểm soát chính xác chất lượng hình ảnh để duy trì độ tương phản và giảm thiểu hiện tượng do sáng. TV NanoCell cũng nâng cao trải nghiệm người xem thông qua hỗ trợ đầy đủ cho tất cả các định dạng HDR, bao gồm cả Dolby Vision, được cho là định dạng nội dung tốt nhất hiện có. Ngoài ra, tất cả các mẫu TV NanoCell được trang bị nền tảng trí tuệ nhân tạo ThinQ, tích hợp trợ lý ảo Google Assistant và Amazon Alexa với hệ điều hành WebOS, nhờ áp dụng những công nghệ tân tiến nhất. TV NanoCell luôn được đánh giá cao trên các bảng xếp hạng uy tín trên thế giới. Consumer Report, Mỹ, cho rằng TV LG có góc nhìn rộng hơn hầu hết các TV khác và cho chất lượng hình ảnh trung thực ở mọi góc độ. Có chung nhận định với Consumer Report, tạp chí tiêu dùng của Úc chấm 86 điểm cho TV -N -N -E -L -L, số điểm cao nhất trong tất cả các mẫu TV LED được đánh giá. No. Manufacturer. Modern. Choice Score. High Definition Picture Quality Score. Standard Definition Picture Quality Score.

10. Sony KD55X 7500F 77% 74% 75% 70% 55% Song song với việc cải tiến công nghệ, LG còn có kế hoạch giảm giá lên đến 20% các mẫu TV NanoCell và và tập trung xuất xuất các bẫu TV TV kích thước trên trên 75 nghìn. Đây được coi là động thái mạnh mẽ của hãng điện tử Hàn Quốc để thiết lập vị trí dẫn đầu thị trường TV cao cấp. Trong năm 2019, LG mang đến thị trường Việt Nam 3 dòng sản phẩm NanoCell, SM90, SM86, SM81 với các kích thước từ 49, 65 inch. Quý 4 năm 2019, LG sẽ tung ra mẫu TV SM99. Đây là dòng TV NanoCell cao cấp nhất của LG có độ phân giải 8K 75 bộ xử lý alpha 9 gen 2 và cổng HDMI 2 1